Chị Nhung ơi, đi xăm nốt môi đi. Môi bây giờ phun có sưng đâu. Đây này vẫn đâu chỗ đấy thì đá màu tí thôi đó. Bước cái lông mày đau nhất này mà. Còn môi mí thì không đau đâu. Đầu như này nhạt không? Đậm thêm một chút, nó đậm gần lên đến đây mà mũi phải đầu đấy. Chào hỏi làm gì? Không được bên nữa. Nhanh mà. Cái chỗ nó vừa vừa. Bên này cũng sắp xong gì nữa.
Duy Tiên. Cái đầu hai bên đánh đậm thêm nhé, không là cái chỗ này cố không có lông mày thì cho nó đánh đậm đi. Cho đậm được thôi. Chào Phạm Ngọc Hiếu. Kẹp ở đây đâu rồi con? Kẹp đi mẹ. Chào Lâm Đi, chào Bụi Trung. Bụi Trung tham gia. Xin chào Đinh Trọng Đường. Chào Đinh Hương Dung. Mơ không bật son vào máy. Con ơi cho mẹ thêm một cái quạt vào đây nữa đây nha. Cô đừng nói, nhìn dám mình.